Ngày 29 và 30 tháng 5, đoàn công tác do đồng chí Giàng Báo Mỉ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu làm trưởng đoàn, đã kiểm tra các chốt kiểm dịch COVID-19 trên tuyến biên giới Việt Trung thuộc địa bàn huyện Phong Thổ. Đoàn công tác còn có các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Ủy ban Nhân dân huyện Phong Thổ để làm tốt công tác phòng chống dịch trên tuyến biên giới, nhất là phát hiện, xử lý kịp thời các trường hợp nhập cảnh trái phép nhằm trốn cách ly trên dọc tuyến biên giới thuộc địa phận huyện Phong Thổ. Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chủ trì phối hợp với lực lượng quân sự, công an địa phương duy trì 8 tổ chốt, tổ chức tuần tra kiểm soát 24/24 giờ tại các đường mòn, lối mở với quyết tâm không để xảy ra tình trạng vượt biên trái phép vào nội địa. Đối tượng có ý định nhập cảnh trái phép, ngăn chặn 2039 đối tượng. 2039 đối tượng. Quả đây. Trong quá trình kiểm tra tại các điểm chốt chống dịch, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Giàng Báo Mỉ biểu dương tinh thần trách nhiệm, những nỗ lực cố gắng hết lòng vì sức khỏe cộng đồng của cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm dịch, chia sẻ những khó khăn, vất vả với lực lượng tuyến đầu tham gia phòng chống dịch bệnh về nơi ăn nghỉ thiếu điện thắp sáng, nước sinh hoạt, có những chốt không có sóng điện thoại. Đặc biệt bước vào thời điểm mùa mưa, dông lốc xoáy, sét xảy ra, trang bị công cụ hỗ trợ còn thiếu, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 ở các nước. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cán bộ, chiến sĩ xác định tốt nhiệm vụ được giao, khắc phục khó khăn, coi đây là nhiệm vụ lâu dài. Các lực lượng tại các chốt kiểm dịch cần tích cực tuyên truyền, vận động để người dân nâng cao ý thức phòng chống dịch COVID-19, phải đảm bảo 100% quân số, duy trì nghiêm công tác tuần tra, kiểm soát, siết chặt quản lý tại các đường mòn. Tuyệt đối không được chủ quan lơ là, mất cảnh giác, kịp thời phát hiện, bắt giữ, xử lý các trường hợp nhập cảnh trái phép về Việt Nam nhằm trốn tránh cách ly y tế. Nhân dịp này, đồng chí Giàng Báo Mỉ, Bí thư Tỉnh ủy đã trao quà của Tỉnh ủy và một số nhu yếu phẩm cần thiết cho 4 đồn biên phòng và 5 chốt kiểm dịch COVID-19 tại huyện Phong Thổ. Ngăn chặn số người nhập cảnh nhập cư vào tại địa bàn chúng ta. Các đồng chí đã làm rất là tốt rồi, thì mong rằng là trong thời gian tới các đồng chí tiếp tục làm tốt hơn nữa. Dịch bệnh hiện nay phải nói là diễn biến rất là phức tạp. Đấy, thế thì để góp phần ngăn chặn cái dịch bệnh trên địa bàn của tỉnh thì sự cố gắng các đồng chí rất là nhiều. Các đồng chí làm tốt, các đồng chí ngăn chặn tốt để dịch bệnh không có xảy ra. Đấy, thế thì toàn công tác cũng là hy vọng các đồng chí và chúc các đồng chí tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đấy, công an kết quả đặc biệt.